Nếu bạn đang tìm cho mình những mẫu radio cassette cũ xịn để phục vụ như cầu nghe nhạc hay làm phong phú bộ siêu tập cho mình thì đây chính là điểm đến lý tưởng dành cho bạn. Những mẫu radio made in Japan đều là những sản phẩm nổi bật với kiểu dáng đẹp mắt gam màu vô cùng sang trọng và tinh tế. Còn ngần ngại gì mà không cùng shop Nhật Việt điểm danh top 30 mẫu radio cassette cũ xịn radio cassette giá rẻ 2021 made in Japan. Đài radio cassette là gì? Đài radio cassette hay còn được gọi là máy radio, máy cassette. Là thiết bị giải trí điện tử được sử dụng để bắt sóng các kênh phát thanh FM, AM. Một số đài còn có khả năng đọc dữ liệu âm thanh đầu vào như đĩa CD, USB, rách cắm nghe nhạc. Theo kích thước, đài radio cassette có 3 loại, đài radio cassette cầm tay, đài radio cassette để bàn cỡ lớn và đài radio cassette mini bỏ túi. Dấu lớn dấu lớn mua loa rời hàng bãi nhật số lượng lớn giá tận gốc hàng chất lượng ở đâu, tại sao những mẫu radio cassette lại được ưa chuộng, nổi tiếng với quy trình lắp ráp, sáng tạo và ứng dụng các công nghệ hiện đại xứng tầm thế giới. Nhật Bản được bạn bè quốc tế biết đến như là nhà tiên phong trên thị trường công nghệ. Vì vậy chất lượng sản phẩm radio của Nhật cũng luôn được đánh giá là tốt nhất trên thị trường. Phẩy chấm Thương hiệu, sau chiến tranh thế giới thứ hai, Nhật Bản có hai ngành công nghiệp dẫn đầu, đó là ngành công nghiệp xe hơi và công nghiệp điện tử. Với các thương hiệu có tiếng tâm và được nhiều người tin dùng trên khắp thế giới như Sony, Panasonic, Toshiba, góp phần khẳng định chất lượng tuyệt vời của sản phẩm đài radio Nhật. Độ bền, là quốc gia có nguồn tài nguyên thiên nhiên khá hạn chế so với các nước trong khu vực. Nhật Bản luôn đặt tiêu chí tận dụng hiệu quả nguyên vật liệu trong sản xuất và tiết kiệm nhiên liệu. Qua đó, độ bền các sản phẩm công nghệ của Nhật nói chung và độ bền của đài radio nói riêng là rất tốt. Dễ dùng, với thiết kế thân thiện, đơn giản, hiệu quả mà không kém phần tinh tế. Radio Nhật rất dễ sử dụng và quen thuộc với mọi người, đặc biệt là đối với người lớn tuổi thường gặp khó sử dụng các thiết bị công nghệ hiện đại. Phẩy chấm, âm thanh chất lượng áp dụng nhiều công nghệ tiên tiến giúp âm thanh phát ra sống động, rõ ràng, có nét riêng và đảm bảo độ chi tiết và không bị méo bắt sóng tốt, độ nhạy cao, khả năng bắt sóng và chọn lọc tần số ổn định. Loại sóng có thể bắt FM 87.5. 108,0 MHz MW 520 đến 1610 kHz AM SW LW tiêu chí để chọn một chiếc radio cassette tốt quan tâm đến những máy có kiểu dáng. Thiết kế gọn nhẹ, quan tâm đến tuổi thọ của máy, dễ thao tác sử dụng, khả năng bắt sóng nhanh, chất lượng âm thanh tốt, được tích hợp nhiều tính năng, tiện ích các hãng radio cassette nổi tiếng, radio cassette Sony, radio cassette Panasonic, radio cassette Toshiba, radio cassette Sony, radio cassette Top 30 mẫu radio cassette cũ xịn, radio cassette giá rẻ 2021 made in Japan, mã SP

SPN 1003013043 mã SPT1001404544, mã SPD1002553958, mã SPT822180947, mã SPR1002505425, mã SPM513484356, mã SPM1002653672, mã SPS1003388446.